Xin chào mọi người và nhất là các em trai, em gái tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Đây là video clip anh làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của các em. Một cái tuổi mà như đã nói là đầu năm với nhiều cái sao vận không tốt đẹp mà ảnh hưởng nhiều đến công việc và đặc biệt khó khăn vào hai cái tháng 5 và tháng 6 với phần hỏa vượng rất nhiều, không tốt cho người mệnh thủy. Và đặc biệt là tháng 6 này với cái chữ kỷ nó khắc quý của kỷ mùi nó khắc cái chữ Quý Hợi. Và đặc biệt là tháng hỏa vượng, dù là có tam hợp hợi mão mùi thì cũng không tốt đẹp. Đầu tháng giờ ha, mới có mùng 8 mà chắc là cũng khá nhiều chuyện. Có thể là không vui vẻ, làm ăn cũng không mấy được hành thông. Thôi thì anh cũng đã làm cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tụi các em hồi đầu năm và vận hạn 6 tháng đầu năm rồi. Bây giờ thì mình sẽ nối vào cái 6 tháng cuối năm xem cái vận hạn và tử vi của các em có tốt hay không, mà để các em biết cương nhu trong làm ăn. Thì trở lại với cái tử vi của năm, thì nam mạng năm nay có sao Mộc Đức, nhưng mà nữ mạng thì có sao Thủy Diệu. Rất là dễ có chuyện buồn về tình cảm và gia đạo. Nam mạng thì sao Mộc Đức may mắn danh lộc tốt. Gặp mình là người mệnh thủy mà có cái sao Mộc Đức thì rõ ràng là rất dễ hanh thông trong công việc và tiền tài không có phải là cái vấn đề. Tuy nhiên nữ mạng với cái sao Thủy Diệu này thì gia đạo và tình cảm nó có một chút rắc rối. Thôi thì xem 6 tháng cuối năm này nó ra sao. Thì sau tháng 6 là đến tháng 7 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Thì tháng 7 âm lịch của năm Mậu Tuất là một tháng Canh Thân. Tháng này là tháng Mộc, tháng thuộc hành Mộc. Như vậy là mệnh ha, trụ mệnh thì là Thủy sinh Mộc, là bị sinh xuất. Bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe và bụng mạng không được tốt đẹp, cần cẩn thận. Mới trải qua cái đó, Thủy khắc hỏa, hai cái tháng 5, tháng 6 là Thủy khắc hỏa, rồi đến tháng này là Thủy sinh Mộc bị sinh xuất, tiếp tục bản mệnh là vấn đề. Nhưng nó không quá lớn lao đâu, tại vì các em nó là người mà là nó là đầy Thủy ha, Quý cũng Thủy, Hợi cũng Thủy, cho nên thuộc đại hải Thủy, cho nên là không có ngán gì sinh xuất một tí xíu đâu, cho nên bổn mạng cũng không phải là vấn đề gì cả. Vốn dĩ là tốt đẹp. Với cái bổn mạng sinh xuất này á, thì người nam mạng với cái sao Mộc Đức á, thì nó sẽ giảm bớt cái phần hưng thịnh về tài lộc. Tuy nhiên nữ mạng thì rất là dễ có chuyện buồn về gia đạo, nhất là các cô mà gọi là độc thân mà đang có người yêu á, thì rất là dễ gây gỗ ha. Thiên can á, thì chữ canh của canh thân với chữ quý á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can á, thì như đã nói là canh tân thành thuộc hành kim, nhâm quý thì thuộc thủy, như vậy là kim sinh thủy, thuộc cái vòng tương sinh kim sinh thủy, cho nên là có thể nói là công việc rất là ok, thậm chí là có sinh tài lộc nữa, không có vấn đề gì đâu ha. Rồi địa chi là thân hợi, dần thân tỵ hợi, thân hợi dần thân tỵ hợi, thân hợi, thân hợi thì nó thuộc nhóm tương hại, mà tương hại ở đây á, được hiểu là sự cản trở nhau trong cuộc sống và trong công việc. Như vậy là phần gia đạo cũng có phần không tốt đẹp. Phần về địa chi thì nó ảnh hưởng nhiều tới gia đạo và các mối quan hệ ở trong cuộc sống. Tuy nhiên là thân thì thuộc kim, hợi thì thuộc thủy, cho nên nó cũng là thuộc dòng tương sinh kim sinh thủy. Vốn dĩ của các em là người dư thủy, thủy rất là nhiều ha, ướt át lắm. Người của Quý Hợi thì rất là mau nước mắt, nhất là nữ mạng, ướt át lắm, lãng mạn lắm, nhiều khi đem tiền đưa thì không khoái, nhưng mà lãng mạn, có một người chồng lãng mạn, biết chăm lo những cái nhỏ nhỏ thì lại thích thú. Đôi khi tình yêu của cái người Quý Hợi nữ mạng là có thể là khổ cũng được, nhưng chỉ cần quan tâm chăm sóc nhiều là được, chứ không phải cứ đem tiền nhiều về mà không bỏ lơ thì cô này cũng không chịu thôi ha. Chồng đi làm xa về, như đã nói nhiều ở người Quý Hợi ha, đem một món quà về thích thú hơn đem cọc tiền về, tức là có cái sự đem tiền về
mà phải có thêm cọc quà, bên đem quà về có thêm cọc tiền nữa thì càng vui hơn, đúng không? Ai cũng vậy thôi. Nhưng mà anh nói vui như thế thì do là người Quý Hợi dương thủy lắm, cho nên là cái với cái thuộc cái nhóm tư hại này thì cũng không đến nỗi nào là quá khó khăn, cho nên là yên tâm ha. Như vậy thì đối với cái người Quý Hợi của các em, dù nam hay nữ thì vẫn để ý cái bổn mạng ở trong tháng 7 là điều tiên quyết, còn lại thì không có gì lớn lao. Tiếp tục là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Tân Dậu, một tháng mộc. Như vậy tiếp tục giống như ở tháng 7 thì thủy sinh xuất mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp, cần cẩn trọng. Thiên can Tân Quý thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Tân là kim, nạp âm ngũ hành của Quý là thủy, như vậy vẫn là kim sinh thủy giống như cái tháng 7, không khác gì thiên can của tháng 7, tức là công việc mọi điều hanh thông, thậm chí là có chút tài lộc hanh thông, làm ăn thì dễ dàng. Rồi địa chi Dậu và Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp cho nhau. Nhưng mà như đã nói ha, Dậu thì thuộc kim, Hợi thì thuộc thủy, cũng vẫn thuộc dòng tương sinh kim sinh thủy. Như vậy đối với tuổi Quý Hợi thì các em cẩn thận cái phần bổn mệnh cho hai tháng mộc, đó là tháng Canh Thân và tháng Tân Dậu. Còn lại về việc thiên can và các mối quan hệ thì có trục trặc chút xíu, không có vấn đề gì đâu, cho nên có thể nói là tốt đẹp ở trong hai tháng vừa, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch của năm Mậu Tuất là một tháng Nhâm Tuất. Tháng này thì là gốc thủy. Như vậy mà thủy đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không phải là vấn đề, tốt đẹp ha. Thiên can Nhâm Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói là Nhâm Quý đều thuộc thủy, cho nên có thể nói là cùng hàng thủy ở trong thiên can. Địa chi Tuất Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung hợp, cũng không tương hợp. Như vậy tháng 9 là một tháng có thể nói là tốt đẹp. Vì sao? Mệnh đồng hàng, không có kiêng kỵ, không có xung khắc gì cả, như vậy thì là tốt. Thiên can Nhâm Quý thì không có hình nhau, không có xung nhau, và Nhâm Quý thì cuộc thủy có thể nói là tốt đẹp. Như vậy tiếp tục có 3 tháng liên tiếp ha, tháng 7, tháng 8, tháng 9 các em có thiên can thuộc dạng tốt đẹp ở trong công việc, mọi điều. Địa chi Tuất Hợi thì bình hòa với nhau. Như vậy là tháng 9 còn tốt hơn cái hai cái tháng 7, tháng 8 luôn ha, gọi rằng là tốt lên. Tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Quý Hợi luôn. Người ta gọi là năm sinh tháng đẻ. Thì nó có nhiều điều không có tốt đẹp. Có thể nói như vậy, nếu như là vào cái năm mà cái sao hạn không tốt, rơi vào tháng tuổi của mình luôn thì cần cẩn trọng. Nhưng mà năm nay sao hạn của người Quý Hợi không quá khó khăn, tức là nữ có cái sao Thủy Diệu là chủ về chuyện buồn tình cảm, chứ không chủ về cái việc khó khăn trong làm ăn. Nói mà người Quý Hợi từ đầu năm tới giờ mà làm ăn không được là không phải, làm được nhưng mà không có tiền thôi, tức là công việc có nhưng mà tiền không giữ được, không tụ tài. Rồi xem sự nó như thế nào ha. Mệnh thì đúng rồi, Quý Hợi luôn, thì mệnh là thủy đồng hàng, thiên can Quý con hàng ha. Hợi thì năm sinh tháng tuổi cần cẩn trọng việc thị phi tai tiếng, buồn phiền chuyện gia đạo, cho nên mà có thể nói cái tháng Quý Hợi này của các em với những cái người mà nữ mạng có sao Thủy Diệu thì cẩn trọng nhiều hơn là các anh nam, các em nam với cái sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức thì nó không những nó may mắn cho danh lộc đâu, mà người ta gọi là sao Mộc Đức với người mà mệnh thủy đó, sao Mộc Đức mà mặc sức mà ăn, là thật sự đối với người mệnh thủy là như vậy. Nhưng mà cũng đừng quá ỷ lại rằng điều đó là tốt đẹp, mà mình coi như là mình chủ quan. Mình chủ quan mà vào tháng này lỡ nó vấp váp một cái, làm thì rất là khó, nhưng mà mất thì rất là dễ. Cho nên các em Quý Hợi nam mạng cần cẩn trọng ha, đừng có mà tự tin thái quá, mà mình một cái gì đó mình xa cơ, một phút nông nổi mà để mình mất hết những cái gì mình gây dựng từ đầu năm tới giờ. Đó là những gì mà anh có thể nói ở trong tháng Quý Hợi. Việc gặp tháng tuổi của mình thì cẩn trọng nhiều điều, nhịn nhục là chắc ăn để mình vượt qua nó.
và mình ứng dụng vào cái mình chờ thời cơ. Cũng giống như mình đi trên đoạn đường vậy thôi, mình chạy xe ha, mình gặp đoạn đường gồ ghề xấu xí thì mình giảm tốc độ để mình đi qua nó, đoạn đường bằng phẳng thì mình tăng tốc. Và đây là cái tháng, cái đoạn đường tháng 10 là cái đoạn đường ổ gà nhiều, cho nên là cái cần chậm lại để cẩn trọng nhiều điểm. Nếu như mình chạy chậm lỡ có sơ suất té xuống thì mình chỉ xây sát nhẹ, nhưng mà mình chạy nhanh mình té xuống là mình đi luôn ha. Đó là những gì mà có thể nói ở tháng Quý Hợi này. Tiếp đến là tháng 11 của năm Mậu Tuất 2018. Tháng 11 của năm Mậu Tuất là một tháng Giáp Tý, thì tháng Giáp Tý thì nó thuộc kim. Như vậy mệnh là kim tương sinh thủy, bản mệnh được tương sinh sẽ bản mệnh sẽ rất tốt. Mà khi bản mệnh được tương sinh thì mọi người cũng biết rồi, các phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi và phát sáng, phát huy cái tác dụng của nó đối với những cái tử vi cũng như là vận hạn của cái năm đối với mình. Đồng thời nó sẽ chế hóa đi bớt cái phần nào sự khó khăn của các cái phá và bại tinh ha. Thiên can Quý Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là Quý thì thuộc thủy, Giáp thì thuộc mộc. Như vậy là thủy sinh mộc, thuộc dòng tương sinh. Tiếp tục là công việc được ngon lành, hanh thông, và có thể nói là thuộc cái dòng tương sinh mà nằm ở ngũ hành này thì dễ sinh tài lộc và có tiền tài. Như vậy là cũng ngon lành rồi, đúng không? Địa chi Tý Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau, cũng không tương hợp. Tý Hợi thì đều thuộc thủy, cho nên có thể nói là gia đạo cũng ok. Như vậy tháng 11 là một tháng có nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Trải qua cái tháng tuổi xong ha, mình sẽ có cái tháng khá tốt đẹp để mình cứu vãn lại cái tháng tuổi của mình là tháng Quý Hợi. Tại vì như đã nói, như hồi nãy anh nói không, thì mình qua khỏi cái đoạn ổ gà thì sẽ có đoạn bằng phẳng, và bằng phẳng thì mình bon mình chạy, mình tăng tốc cũng được, mình có nhiều điểm tốt đẹp. Như vậy là Quý Hợi sẽ ổn và tốt đẹp ở trong tháng 11, không có còn khó khăn và khó chịu ở như trong cái tháng 10 tháng tuổi của mình nữa ha. Rồi tiếp đến là tháng 12, tháng chạp của năm Mậu Tuất 2018, tức là tháng Ất Sửu, tiếp tục là một tháng kim. Như vậy mệnh ha, kim tương sinh thủy, bản mệnh được tương sinh rất tốt ha, các cái phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi và phát huy các tác dụng, dễ làm cho mình có tiền tài nếu như gặp thiên can phù hợp. Và thiên can của cái tháng 12 là sao? Quý với Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ ha. Giáp Ất thì thuộc mộc ha, Quý Nhâm Quý thì thuộc thủy, cho nên là có thể nói là tiếp tục là thiên can nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh, thủy sinh mộc tốt đẹp. Rõ ràng là nãy giờ chúng ta thấy là từ đầu tháng, từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, thì ngoài cái tháng tuổi là tháng 10 ra thì tất cả các tháng còn lại thì cái thiên can của người Quý Hợi không xung không hợp, không có kỵ nhau về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành thì toàn là được tương sinh rất là tốt đẹp, để nó thuộc cái dòng tương sinh, không kim sinh thủy thì thủy sinh mộc. Như vậy thì sẽ rất tốt đẹp, dễ hanh thông và tạo ra tiền tài, công việc sẽ có nhiều điều phát triển. Đó là một cái tín hiệu rất là tích cực ha. Như đã nói mà đối với người Quý Hợi mà công việc mà hanh thông, thoải mái đầu óc thì họ rất là vui vẻ. Ngược lại thì họ buồn lắm và họ rất là nhanh nước mắt ha. Hy vọng rằng với những cái suôn sẻ trong cuộc sống, suôn sẻ trong cái thiên can của 6 tháng cuối năm sẽ làm cho cái công việc của người Quý Hợi tốt đẹp hơn. Đặc biệt là các bạn nữ với cái sao Thủy Diệu chiếu mạng, năm nay có nhiều điều buồn phiền, không được tốt đẹp về tình cảm. Còn các anh nam của Quý Hợi thì mình đã nói rồi, có sao Mộc Đức thì rất tốt đẹp ha. Rồi xét về địa chi của tháng 12 là Sửu với Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy tiếp tục gia đạo không phải là vấn đề, cũng không có gì quá xung khắc mà các em phải lo lắng. Rõ ràng thì nãy giờ đi xét từng chi tiết từng tháng, từ tháng 7 cho đến tháng 12 thì người Quý Hợi báo hiệu sẽ có nhiều điều tốt đẹp.
về cả công việc và gia đạo, chỉ có một phần nào đó là cần chú ý ở cái tháng 10, một cái tháng mà gọi là tháng tuổi có cái chút xíu trục chặt chút chắc ha. Hai tháng tháng 7, tháng 8 thì các em cần phải để ý là do bổn mạng mình bị sinh xuất thủy sinh mộc, nhưng mà các em cũng không quá lo lắng là sẽ bị bệnh nạn nặng đồ này kia, vì các em là gốc thủy rất nhiều ha, thiên can thủy, địa chi thủy ha, mệnh là đại hải thủy, cho nên sinh xuất một chút xíu các em cũng không phải quá lo lắng, mà có những cái điều không tốt. Rõ ràng là với 6 tháng cuối năm thì báo hiệu sự tích cực nằm ở trong công việc và gia đạo. Hy vọng rằng những thông tin anh vừa tổng hợp sẽ giúp ích được các em trong cuộc sống, và để các em có thể ứng dụng nó mà có được cái Tết của năm Kỷ Hợi và thật sự là vui vẻ và hạnh phúc. Ai tuổi Quý Hợi xem thấy hay xin nhớ bấm like và đặc biệt là chia sẻ để cùng cho nhiều người tuổi Quý Hợi khác được xem mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo về tử vi, vận hạn, có thể là tuổi của mình hoặc người thân của mình. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.